những câu đối nhưng Việt Nam cứ nghĩ là bùa nhưng không phải nhá. Chu San đây là Trúc Sơn mọi người nhá, Chu San là Trúc Sơn này. Quảng trường hội gặp mặt người thân ASEAN, buổi giao lưu hội nhạc ASEAN, công viên Nhi Đồng Hưng. Nhưng mà chắc là cụ không hiểu. Thôi bây giờ mình sẽ vội tranh trên á. Chào cụ. Mình nói cụ không hiểu. Đây, trong này, trong nhà này. Mình xem có ai không, mình vào chào mình hỏi nhá. Trong này không có ai mọi người ạ. Thôi mình đi ra xem trong nhà có gì nhá. Không có gì, toàn giường mấy thang cũ thôi, chum cái bàn này. Một ông cụ đang hình như là đang, đây là đây có cái cán để quay 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 hạt quay lúa ấy. Nhưng mà chắc là có theo thời gian nó bị gãy mọi người nhá. Đây có đứa cháu này, anh đứa cháu này. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở cảng Trúc Sơn mọi người ạ. Cảng Trúc Sơn thì làm cụ thể đó là thôn Trúc Sơn, thị trấn Đông Hưng, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Thì cảng Trúc Sơn thì nằm ở phía tây nam của bờ bên Trung Quốc mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào quay cho mọi người xem mọi người nhé. Mình sẽ quay cho mọi người xem cảng Trúc Sơn. Ở trước mặt mọi người đây đó là hình ảnh cái khu vực đậu thuyền bè. Xung quanh đây thì không cảnh thì quá là rộng. Thì mọi ngày thì rất là đông, nhưng mà hôm nay là một ngày vào đúng là ngày giá rét gió ấy, nên là không ai đi đâu cả ấy, mọi người. Nên là có vẻ là khá là vắng, nhưng mà không, mọi ngày rất là đông mọi người ạ. Thì đây trước mặt mọi người có thể thấy là các dấu mốc lịch sử thì người ta sẽ ghi lại các tấm bia, kiểu như tấm bia ấy. Nhưng mà đây là một cách gọi là có vẻ đẹp hơn. Ở đây người ta nói về là các dấu mốc lịch sử như hồi xưa. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh này, đây này. Đây là hình ảnh cột mốc số 0 của bà bên Trung Quốc rồi ạ. Nói về là thôn Trúc Sơn phát triển vùng 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 ven biển đấy mọi người. Toàn thôn có 1.100 người làm việc tại vùng biển nông, có 230 chiếc thuyền bè. Nhưng mà thôi dài quá mọi người ạ. Thì mình sẽ không đọc hết nữa nhé. Ở bên mình sẽ quay sang bên này. Trước mặt các bạn có thể thấy đó là biểu tượng của cảng Trúc Sơn. Khá là to. Ở phía bên này đều có một số cái mình chưa quay, nhưng mà thôi mình sẽ quay xuống bên dưới cho mọi người xem trước. Phía bên dưới thì nó là một cái gọi là cái view chính nhìn ra cửa biển. Phía cái chân trời lặng kìa, đó là bên Việt Nam đó mọi người ạ. Đó là bên Việt Nam. Ở bên này là bên Đông Hưng Trung Quốc. Phía bên dưới kia thì có khá là nhiều người Trung Quốc cũng tò mò, người ta cũng xuống để tham quan, để xem. Ngày thường thì đông lắm mọi người ạ. Ngày thường thì rất là đông. Ở phía bên trái này đây của mọi người đó là hình ảnh cái trạm biên phòng, trạm cảnh sát biển ấy. Nhưng mà bây giờ người ta đang tu sửa gì ấy. Người ta đang tu sửa cái phần cảng bên dưới là người ta cũng che lại bằng những dòng chữ này này. Ở phía bên dưới kia thì là các thuyền bè đậu, nhưng bây giờ đa số là thuyền của cảnh sát rồi ạ. Hồi xưa là cảng của ngư dân ấy, cảng của các thương nhân đến giao nhận hàng hóa. Nhưng mà bây giờ đó là khu gọi là tập hợp của cảnh sát biển để người ta có thể nắm bắt được cái cửa biển này có nhập lậu hay là đi biên nữa mọi người. Đấy, phía xa xa đó là gọi là cái tòa giám sát của cảnh sát biển đấy, gọi là đồn biên phòng. Phía sau này thì cái biểu tượng này thì rất là to. Bây giờ mình cũng ra xem, mình đọc xem là cái biểu tượng này nói về cái gì nhé mọi người nhé. Mình có tiết lộ một điều rằng đó là sâu bên trong kia có một ngôi phố cổ rất là xa xưa của thời nhà Thanh. Tí nữa mình cũng sẽ đi vào để cho mọi người xem là nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Gồm các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán cơm, nhà nghỉ này, phòng trọ này, rất là nhiều luôn. Nên là tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem mọi người nhé. Đây là gọi là vị trí địa lý, hình ảnh trên bản đồ mọi người. Đây, anh này cũng đang xem này. Đấy, các bạn có thể là bên Việt Nam nhỉ. Đây là đấy, chỗ cái đỏ đỏ này, đó là chỗ mình đang đứng đấy. Còn bên kia là Việt Nam. Mình đi sang phía bên này là mình để mình đi sang phía bên này mọi người nhé. Phía bên này thì cũng khá là rộng, khá là rộng luôn. Mà ngoài rộng thì cũng chả có gì mọi người nhỉ.
Nó chỉ rộng thôi, nhưng mà bên này không có gì. Bên này nó chỉ là cái khoảng trống này cho người ta đứng xem thôi, chứ cũng không có cái vật gì hay là cái kỷ niệm gì mọi người ạ. Bên này cũng trống rỗng à, có cái lan can thôi. Biển cấm bơi, cấm trèo rồi. Nó phía xa xa kia là Việt Nam mọi người ạ. À, ấy, phía xa xa là Việt Nam ấy. Đấy, bên kia, đó, bên Việt Nam. Khá là gần Việt Nam nhưng mà mình không thể nào sang Việt Nam được. Chỉ đứng nhìn Việt Nam thôi. Khá là buồn. À, thì bây giờ mình cũng sẽ ra xe, lấy xe và di chuyển sang phố cổ Trúc Sơn ở nhà Thanh mọi người nhé. Nó gồm các nhà nghỉ này, nhà quán ăn, quán cơm này. Bây giờ mình sẽ đi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi sang cho mọi người xem. À, hiện tại thì mình đang di chuyển đến phố cổ Trúc Sơn mọi người nhé. À, mình sẽ di chuyển đến phố cổ để quay cho mọi người xem là cái khung cảnh thời xưa sẽ như nào mọi người nhé. Nó gồm quán cơm, quán ăn. À, và một điều rằng là nông thôn Trung Quốc thì hầu như là nhà nào cũng có ô tô, nhà nào ít ý, thì một hai cái để cho cha mẹ đi, nhà nào có bao nhiêu đứa con trai ý, thì đa số là mỗi đứa đến đều có ô tô mày ạ. À, để hôm nào mình có dịp mình sẽ quay cho mọi người xem nhé, xem nông thôn Trung Quốc giàu hay nghèo rồi nhé, để cho mọi người tự đánh giá. À, mình cũng không thể đánh giá được bởi vì mỗi người một quan điểm mà. À, để mình sẽ quay cho mọi người xem, mọi người tự đánh giá mọi người nhé. À, vâng, đi một lúc thì cũng đã tới nơi mọi người ạ. À, đây là cổng chào thôn Trúc Sơn mọi người ạ. À, thì dưới này là có một bảng chỉ dẫn. À, đây đây mình cho mọi người xem bảng chỉ dẫn nhé. Đường này có tên là đường Ngon Quá Chu San. À, Chu San đây là Trúc Sơn mọi người nhé. Chu San là Trúc Sơn này. Quảng trường hội gặp mặt người thân ASEAN, buổi giao lưu hội nhạc ASEAN, công viên Nhi Đồng Hưng. Mình nhưng mà mình lạ quá là đường Ngon Quá ha. Mình không hiểu là đường Ngon Quá. Chu San là Trúc Sơn mọi người nhá. Đây có hình bà cụ này. Như hảo à? À, mình hạt chào cụ mà cụ không 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 phản ứng gì. À, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vào kia cho mọi người nhá. À, thì đây là một khu gọi là một khu du lịch, thì có một khu nhỏ nhỏ cho dành cho các trẻ con chơi mọi người. À, mình cũng hiểu một phần lý do tại sao nó có tên là phố Trúc Sơn nhé. À, theo mình nghĩ trúc là có rất là nhiều trúc bởi vì xung quanh đây ta là toàn là trúc đấy mọi người ạ. À, thì đây là những ngôi chung, những cái chung 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 cổ. À, thì phía xa xa thì mình phát hiện là hình như là một cái không gian mô phỏng lại hình ảnh hồi xưa ấy. Ở đây là hình ảnh một ông cụ và đang xay, hình như là đang xay gạo sao ấy, đang xay gạo xay đỗ gì đó đấy. À, đây là đang đúng rồi, đang xay gạo xay đỗ xay lạc. À, có một một đứa cháu và à, xa xa kia là một gian bếp của có một bà cụ nhỉ, bà cụ chắc là đang cơm gì đó. À, thì nhìn xem bên này, đây là ngôi giếng. Hình như là hồi xưa thì nhà ai cũng có giếng đúng không mọi người? Ở Việt Nam cũng vậy, ở nhà ai cũng có giếng. À, xung quanh này thì rất là nhiều trúc, nhiều tre luôn. À, bây giờ mình sẽ đi vào sâu trong này mọi người nhé. À, mình muốn cho mọi người biết một điều rằng là ở đây cảnh sát rất là nghiêm luôn, bởi vì đây là khu du lịch ấy, cảnh sát thì rất là nghiêm. Ở ngoài có rất là nhiều xe cảnh sát. Nên là một điều rằng là lưu ý là các bạn đến du lịch hay là đến làm gì đó, các bạn cũng đừng để chạm mặt cái cảnh sát mọi người nhé. Chạm mặt cảnh sát thì bên này là khá là khó khăn bởi vì thứ nhất là không biết tiếng, thứ hai là cảnh sát bên này rất là hung dữ và là nghiêm luôn. Nhưng Việt Nam mình có thể xin cho qua được nhưng mà không, Trung Quốc không thể xin được mọi người ạ. À, sau trong này có một nhà của ngôi cụ này. À, bây giờ mình sẽ đi vào để hỏi thăm cụ nha mọi người nhá. À, không biết là cụ có hiểu tiếng phổ thông không. À, đây có hai tiếng là tiếng bản địa và tiếng phổ thông mọi người ạ. À, bây giờ mình sẽ vào hỏi thăm cụ mọi người nhé. Ni hào à? Ni hào. À, của giao chi tham quan ăn nghỉ chưa? Của giao chi tham quan nghỉ chưa? Khơi mà. Như là cụ nói tiếng bản địa mình cũng không hiểu là mọi người ạ. À, hình như ngôi nhà này là rất là thấp, cụ ngồi mà nhìn đã đến lửa rồi kìa mọi người. Chắc là mình đứng dậy là mình cũng phải chạm đầu. Ở à, đây là hình ngôi nhà rất là cổ, đúng là nhà cổ thời xưa mọi người. Nhưng cái lán này là được làm lại này, bằng tôn bằng sắt, chắc là mới làm lại thôi. Đây là hình xưa.
Thấy khá là thích những ngôi nhà như này. Ở đây là hình như là cụ Nhật ve chai này mọi người. Ve chai. Đây. Lại cụ. Đây là cụ, đây là cũng là một ngôi nhà nhưng mà chắc là bị dỡ ra này. Bị dỡ ra để làm cụ. Bên này là chú lợn đấy mọi người, chú lợn chùa gà. À, thì bây giờ mình sẽ đi ra cái ngôi phố, gọi là một ngôi phố cổ, một phố thời xưa là người ta làm à, quán ăn này, nhà nghỉ này, nhà hàng, khách sạn mọi người nhé. À, bây giờ mình sẽ đi ra phố đấy cho mọi người xem là người ta cách người ta xây phố từ thời xưa sẽ như làm mọi người nhé. À, bây giờ mình sẽ quay ra cho mọi người xem. Ở đây như mọi người thấy đó là một khu phố dọc rồi ạ, đây là một khu phố dọc. Ở bên trái đây là những quán cơm, quán ăn, nhà hàng, khách sạn. À, hai bên sườn là người ta treo những câu đối, câu chúc. Nhưng người Việt Nam có một điều người Việt Nam hiểu ra hiểu nhầm đó là các là lá bùa mọi người, nhưng không phải mọi người nhé. Ở đây như mọi người thấy đó là một ngôi nhà cổ của thời nhà Thanh. À, xem trên phim này có vẻ là khá là hoành tráng đúng không? Khá là to, hoành tráng. Nhưng mà không, ở bên ngoài nó chỉ như này thôi mọi người ạ. Nhìn nó khá là bé và nhưng mà nhìn chúng ta nhìn có thể là nhìn nó rất là cổ luôn. Ở đấy người ta nhà nào người ta cũng gọi là treo câu chúc câu đối bởi vì là mùa Tết đến mà. Tết đến thì năm mới nhà ai cũng treo những câu chúc câu đối để cho một cả năm may mắn. À, khi cứ đến Tết là người ta lại chắc là lại thay thay một cái câu đối khác. Ở đây là hình ảnh, đây là củ, đây là đây là củ đỗ hạt mọi người ạ. Có củ đậu hay củ đỗ gì đấy mình không 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 nhớ rõ lắm nhưng là chắc là củ đậu hạt. À đây phía bên này thì hôm nọ mình có thể quay cho người xem đó là hình ảnh một ông cụ là một ông chú đang quay cái đang quay thóc để thổi trấu với mọi người. Ở đây bây giờ mình sẽ ghép lại đoạn đấy cho người xem mọi người nhé. Mất nhớ không biết là mất nhớ cái gì á, không chưa nhận cái gì cơ à, của sư Dương Nam lớn rồi hả, của sư Dương Nam lớn rồi, Dương Nam, Dương Nam này, Dương Nam gì đó, đi hoàn à, Dương Nam là như thế, cái đó vệ sinh间 là cái địa phương, hả, vệ sinh间,厕所, đi gì, đi ba cái gì chứ, ờ, đi gì chứ, chờ cái gì cô ba ăn, ha, đi gì cô chứ, ha, đi chỗ chỗ bên chỗ. À, đây là máy kiểu như máy thổi chấu từ hồi thời xưa nhé. Chắc Việt Nam này cũng không không còn đâu mọi người ạ. Bên Trung Quốc vừa mình đi quay thì mình thấy. Mình quay mọi người xem. Đây trong này trong nhà mình xem có ai không, mình vào chào mình hỏi nhá. Trong này không có ai mọi người ạ. Thôi mình đi ra nhá. Ở đây thì cũng có một số nhà vẫn ở nhưng một số nhà là mình nghĩ là đã dọn đi rồi. Ở như nhà vừa đấy là vẫn có người ở nhá. Nhưng đa số chỉ là toàn người già, người lớn tuổi thôi. Còn người trẻ người ta đi lập nghiệp hết rồi. À, hình mình nghĩ là đây là tất cả các nhà này đều được tu sửa lại rồi nhá. Đó, tu sửa rồi. Nhưng mà thời nhà Thanh thì có nghĩa là mình nghĩ là sẽ không được như này đâu. Đây là sắt này, đây là dấu hiệu của tu sửa nhá. Chứ hồi xưa thì có sắt đâu mà mọi người. Đó, đây là hình ảnh những câu đối. Nhưng Việt Nam cứ nghĩ là bùa nhưng không phải nhá. Ở như là chỗ dưới này là không ai ở lắm mọi người ạ. Trong đây có gì đây? À, trong đây là người ta nuôi gà mọi người ạ. À, hình con gà kìa. Cho nên người ta vẫn nuôi gà. Đây là cái sung đúng không? À, đây là cái sung mới ạ. À, đây, mình đi đây. À, thì đây là hình ảnh của phố. À, bây giờ mình sẽ đi thăm đến hết kia cho mọi người xem nhé, mọi người tham quan. À, dưới này thì chắc là cũng không còn người ở đâu. À, đây. Mình vào xem trong đây xem trong nhà có gì nhá. Ừ.
không có gì, toàn giường mấy thang cũ thôi, chùm cái bàn này. Thì khá là tiếc là do máy quay của mình có một chút vấn đề nên là một số hình ảnh mình không thể up lên được mọi người. Mình rất là mong mọi người thông cảm. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay thì các bạn ấn like, share, subscribe kênh cho mình, để mình có thể là quay những video về Đông Trung Quốc để cho mọi người đón xem mọi người nhé. Tạm biệt mọi người.